Để cháu nói cho mà nghe này, dâu tôm mà nấu với ruột bầu ấy, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon ấy, có nghĩa là có một cái gia đình nọ ấy, hai vợ chồng nhà này mới nghèo, trong nhà chỉ có là ruột bầu với lại dâu tôm thôi, thì nấu lên thì là chồng mới chan cho vợ thì là vợ vẫn khen là ngon. Là đây là nói lên là tình cảm giữa vợ chồng, chứ không phải là như kiểu như ông đâu. Dâu tôm nấu với ruột bầu mà chồng chan vợ húp lại gật đầu khen ngon là đàn bà tạp ăn đâu nhá. Nhiều cả đầu. Hai con má đang bật chỉ cho nhau à? Mà đầu ông á. Mà ông cả cái đường to như thế, ông không đi, ông chui chui như thế như chó đấy. Trời, cái thằng cha mày, tao pháng như mày cái bây giờ. Ông đánh ai đấy? Ông ăn gan hùm à? Đường to đẹp chả đi, tự dưng lại rúc vào cái khe cây này. Hay là mắt ông có vấn đề rồi? Đường to thì không đi, chui rúc vào cái búi kia để làm cái gì? Mà mắt ông có vấn đề thật đấy, sao hôm nay thấy thâm thâm ấy? Chết rồi. Thâm đâu mà thâm? Không thâm. Không thâm mày cái gì đây? Không thâm cái gì đây? Đây. Cái gì cái thằng cha mày chứ? Mày cái que nó đập vào thì... Que? Que mà làm gì mà được một vòng tròn vo như thế? Hay là hôm qua bà lại tỏi cho mấy phát vào đấy đây? Đâu, có phát chứ đâu mà mấy phát mà. Đấy mà. Giấu đầu hở đuôi. Có một phát thôi mà vòng tròn thế. Đấy mà sao mày, cái gì mày biết nhỉ? Công nhận nhá, bà nhà ông khỏe thật đấy. Một phát mà đậm hơn cả là hình xăm luôn đấy. Mày không biết à? Bà nhà ông ngày xưa học karate đấy. Chả trách phát nào trúng phát đấy. Chẳng qua là hôm qua là bà đánh bất ngờ thôi. Chứ không à, còn lâu mới đánh được tao. Thế lúc ấy ông làm gì mà bà để cho bà đánh bất ngờ như thế? Thì tao đang dạy cháu học. Dạy học thì tốt chứ sao? Ông thì biết đấy chứ mà dạy cháu mày. Nói thế. Thì chắc thì dạy sai thì bị bà đấm thì có gì đâu. Cháu có gì là sai đâu. Thì tao ngồi đấy, thằng cháu ngồi đây. Nó đang học. Thì nó hỏi tao mấy câu thì tao trả lời chứ. Làm gì mà tao làm sai đâu. Thế tóm lại là nó hỏi ông câu gì mà để cho ông đến mức độ như thế? Cháu đang ngồi uống nước, cháu nó ngồi học, nó đọc cái câu thơ là dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Thì nó đọc xong nó không hiểu, nó quay lại nó hỏi tao. Ông thì rốt như bò ấy. Đấy đâu phải là câu thơ đâu mà ông bảo là thơ. Thì chả thơ thì cái gì nữa à? Đấy có phải thơ đâu. Đấy là ca dao tục ngữ ấy chứ. Đã không biết gì còn bày đặt bày cháu nữa. Thì tao chả biết là thơ ấy cái gì. Nhưng mà nó đọc trong hai câu đấy, nó không hiểu, nó hỏi tao thì tao bày cho nó. Thì nó hỏi thế nào? Thì nó hỏi cái ý nghĩa của hai câu đấy. Rồi ông bảo nói nào? Tao bảo với nó là hai câu thơ này là đang nói lên cái sự là người phụ nữ tạp ăn. Tao phải giải thích cho nó như thế này thì bọn mày xem có đúng không nhá. Dâu tôm ấy, với cái ruột bầu ấy là mình để nấu cho lợn, có đúng không? Đúng rồi. Cái dâu tôm với ruột bầu chỉ để cho lợn ăn thôi chứ mình có ăn bao giờ đâu mà. Đấy. Thì dâu tôm ấy, nấu với ruột bầu thì lại chồng chan vợ húp ấy thì lại bảo là ngon. Thì chả thế là phụ nữ tạp ăn là cái gì nữa à? Thế là cháu nó phải quay lại bảo thế thì công nhận là người đàn bà tạp ăn ông nhỉ? Ông mới bảo ừ, thì chả tạp ăn, ăn của lợn thì chả tạp ăn. Thế là tự nhiên bà lù lù vào đằng sau bộp tao một cái. Tao không kịp phản trả nhá, chứ mọi lần á bà định đánh tao chạy rồi. Mọi lần bà đánh là chạy với lại né kịp. Nhưng mà lần này bất ngờ quá, không né được. Đấy nhá, đấy là gặp phải bà nhà ông nhá. Phải mà gặp phải cháu nhá thì đời ông là xong rồi đấy. Cháu tát một phát thì mặt ông quay như cái đĩa hát luôn. Vặn cổ ông như là cổ chuồn tuồn luôn ấy. Ngồi đấy mà một đột thế là đấy, nhẹ nhàng quá rồi đấy. Cả một cái câu ca dao tục ngữ
nó hay như thế, lãng mạn như thế, trữ tình như thế, mà ông lại đi dạy cho cháu là đây phải câu ca dao tục ngữ này phản ánh người phụ nữ tạp ăn. Đúng là cháu nó không biết đã đành rồi, lại gặp ngay ông thì lại rốt cả một cái câu ca dao lời hay ý đẹp như thế, thế mà ông giải thích sang một cái hướng gọi là theo hướng tiêu cực. Không phải kiểu mà bà cháu mà hỏi như thế xong ông trả lời ông cũng không biết cháu ạ, thì sợ cháu nó cười cho già đầu rồi cái ca dao tục ngữ mà không biết. Kiểu này là kiểu giấu dốt. Cho nên là cứ nghĩ nhà mình nấu như thế nào cho lợn ăn thì giải thích cho anh cháu nó như thế. Thì chả thế còn gì nữa. Đấy mà vẫn chưa nhận ra lỗi đâu nha. Bà đấm nhất là đúng thôi. Vẫn chưa biết cái sai của mình nó nằm ở chỗ nào đúng không? Thì tao giải thích đúng chứ. Nhà tao mua bầu với tôm về thì cái dấu với cái ruột thì toàn nấu cho lợn thôi chứ. Chứ không phải như ai đấy, chồng chán vợ húp, lại nó còn khen ngon nữa. Thì chả tạp ăn thì còn gì. Chứ nhà tao tao có chán cho bà ăn đâu. Này, để cháu nói cho mà nghe này. Cái ca dao tục ngữ này ấy, ý của nó là nó rất là sâu sắc, chứ không phải là như cái kiểu của ông nói đâu, dạy liên thiên cho cháu đâu. Nghe cháu nói này, dâu tôm mà nấu với ruột bầu ấy, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon ấy, có nghĩa là có một cái gia đình nọ ấy, hai vợ chồng nhà này mới nghèo, trong nhà chỉ có là ruột bầu với lại dâu tôm thôi, thì nấu lên thì là chồng mới chan cho vợ thì là vợ vẫn khen là ngon. Là đây là nói lên là tình cảm giữa vợ chồng, chứ không phải là như kiểu như ông đâu, dâu tôm nấu với ruột bầu mà chồng chan vợ húp lại gật đầu khen ngon là đàn bà tạp ăn đâu nhá. Không phải như nấu cho lợn ăn thì đàn bà ăn là tạp ăn đâu. Ai lại đi giải thích với cháu như thế? Tao biết rồi. Chắc là chúng mày lại ngại gì. Ngại gì? Con cháu thì ngại gì? Thì tao nói đến là phụ nữ tạp ăn ấy, chắc là bọn mày ngại gì chúng mày vì nói thế. Ông có tin là bà nhà ông mới cho ông tím một mắt bên này mà cháu lại cho nốt mắt bên kia luôn không? Nói đến thế đâu, mà không hiểu. Không nhìn thấy đường về luôn bây giờ đấy. Thì chả thế còn chị nữa. Thế ngày xưa ông không được đi học à? Có chứ. Thế ông học hết lớp mấy? Tao học hết lớp 3. Khớp. Học cao nhỉ, học hẳn đến lớp 3 mà đòi đi dạy cháu văn phân tích. Được cái học thì dốt, nhưng cái mồm mới leo lẻo. Ăn tục nói phét thì không ai bằng. Này, không những ăn tục nói phét đâu, cái mồm ăn trực của ông á là số 2 thì cả cái xóm này chẳng có ai là số 1 cả. Ăn trực thì thằng cha mày. Tao trực đâu mà trực. Tao là trực của nhà mày lần nào. Ông làm sao mà ăn trực được của nhà cháu? Ông thì làm gì có cửa mà vào nhà bọn cháu để mà ăn trực. Dấu tôm mày ruột bầu chúng mày nó còn húp ấy nè. Còn cái gì cho tao ăn? Ôi dồi ôi, câu ca dao tục ngữ ấy là từ xưa rồi ông ạ, lúc còn đói kém cơ. Còn bây giờ nhà bọn cháu á, ăn tôm hùm, ăn tôm to như ngón chân cái này này. Mày thì nói điêu. Hôm trước tao sang nhà mày đây, tao thấy mày rang tôm riêu ăn đây. Thế mà mày có mời tao đâu. Đấy là hôm ấy chỉ nhỡ chợ thôi, chứ còn bình thường á. Nhưng bọn cháu nhá, nhà cháu toàn ăn tôm hùm với lại tôm càng xanh thôi. Còn hôm nào mà muốn đổi món nữa thì cũng là tôm to bằng ngón chân cái ấy. Chẳng qua hôm đấy là hết rồi, ở chợ không còn gì nữa. Còn mỗi tôm ấy bọn cháu ăn tạm thôi chứ. Thế mà hôm đi ăn tạm, tao sang chả mời tao một bát cơm tôm. Ủa ông đâu về nhà ơi? Ông mà ăn chứ. Chứ đời nào ông thì suốt ngày cứ thế rồi. Cứ chờ đến giờ bọn cháu ăn cơm, bê ra cái là ông bắt đầu vào. Có nước không? Cho ta miếng nước. Ông uống miếng nước xong ông đi. Đằng này uống nước xong ông cứ ngồi mãi đấy cơ. Thấy bọn cháu bê bát rồi đồ lên đấy là ông cứ ngồi đấy. Chắc ông lại muốn ăn trực chứ gì. Ăn trực thì thành cha mày ấy. Mày cái nhà con thơ ấy, nó kiệt cả nhà. Kiệt cũng được, còn hơn cái đồ đi ăn trực. Trực cũng được, đỡ khỏi phải mua. Ôi trời ơi, khôn như ông á, thôn cháu đầy.